Năm 2019 đánh dấu kỷ niệm 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Nhìn lại chặng đường 20 năm đã qua, tuổi trẻ Bạc Liêu luôn tự hào về một giai đoạn mà sức trẻ với tinh thần xung kích, tình nguyện và yêu quê hương tha thiết đã được phát huy cao độ trong mỗi bạn trẻ. Tháng 5 năm 2000, năm thanh niên Việt Nam, những chiếc áo xanh đã có mặt khắp các nẻo đường và đã trở thành hình ảnh thân quen, thân thương, một đặc trưng riêng của tuổi trẻ trong việc tình nguyện thực hiện những công trình phần việc xứng đáng với câu nói đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Và đến hôm nay, nhìn lại chặng đường 20 năm đã qua, những công trình phần việc mang tên tình nguyện không ngừng lan tỏa. Từ mùa hè năm 2000, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được phát động, cũng là năm thứ ba tỉnh Bạc Liêu được tái lập. Khi ấy, cả quê hương Bạc Liêu đang trong quá trình xây dựng, nhiều công trình phần việc đang chờ sức trẻ chung tay với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đoàn thanh niên đã phát động mạnh mẽ nhiều phong trào thiết thực như ba xung kích phát triển kinh tế, hai tình nguyện phát triển cộng đồng và các cuộc vận động thanh niên sống đẹp, thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, thanh niên đi đầu trong xã hội học tập, ba có, ba không, có lòng yêu nước, yêu nhân dân, có danh dự và trách nhiệm, có kiến thức và kỹ năng, không tiêu cực thi cử, không tệ nạn xã hội, không đứng ngoài phong trào sinh viên. Nổi bật trong đó là phong trào xóa cầu khỉ nông thôn và chiến dịch ánh sáng văn hóa hè. Đã có hàng ngàn cây cầu khỉ được thay thế bằng cầu xi măng cốt thép kiên cố. Hàng ngàn thanh niên tình nguyện đến các xã vùng sâu vùng xa trong tỉnh tham gia xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, góp phần đưa tỉnh Bạc Liêu đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ. Qua 20 năm triển khai thực hiện thì hàng ngàn công trình phần việc thanh niên đã được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực như là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, rồi đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cũng như là chăm sóc giáo dục cho thiếu niên nhi đồng, rồi các hoạt động uống nước nhớ nguồn, rồi các hoạt động như là xây dựng nhà nhân ái, cầu giao thông nông thôn, hiến máu nhân đạo, vân vân, rất là nhiều hoạt động. Thì ở mỗi nơi chiến dịch đi qua thì đã để lại một cái ấn tượng rất là tốt đẹp trong lòng người dân, cũng như là cái sự ghi nhận của các cấp ủy chính quyền địa phương công nhận vào cái sự đóng góp của các công trình phần việc được thực hiện trong chiến dịch hè vào cái sự phát triển chung của kinh tế xã hội ở từng địa phương đơn vị. Và một cái hiệu quả mà theo tôi đánh giá là chúng ta không thể tính bằng những cái công trình phần việc được thực hiện số lượng nhiều hay ít từng chiến dịch, mà chính là sự là chúng ta đã tạo ra được một cái môi trường hoạt động thực tiễn sinh động để giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên có cơ hội được trải nghiệm cũng như là hòa mình vào cái cuộc sống thực tế ở địa phương, thì từ đó giúp cho các bạn là nhận thức rõ được cái vai trò trách nhiệm của mình như thế nào để cống hiến đóng góp vào cái sự phát triển chung của kinh tế xã hội của tỉnh, thì từ đó là góp phần hình thành cái nhân cách đạo đức lối sống cho các bạn đoàn viên thanh niên, giúp các bạn trưởng thành hơn trong cái nhận thức cũng như là hành động, và thông qua đó cũng góp phần là nâng cao cái củng cố cái tổ chức đoàn hội cũng như là vai trò dẫn dắt phong trào của các cấp bộ đoàn hội trong địa phương của tỉnh nhà. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được xác định bao gồm những phong trào chiến dịch mùa hè xanh dành cho sinh viên, giảng viên, giáo viên trẻ các trường đại học cao đẳng, chiến dịch hoa phượng đỏ dành cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề, cán bộ giáo viên trẻ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, chiến dịch kỳ nghỉ hồng dành cho thanh niên công nhân, công chức, viên chức và chiến dịch hành quân xanh dành cho đoàn viên thanh niên khối lực lượng vũ trang, chương trình tiếp sức mùa thi dành cho sinh viên các trường đại học cao đẳng và đoàn viên thanh niên ở địa phương. Với đa dạng các nội dung, phương thức hoạt động, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, quy tụ sự tham gia nhiệt tình của đoàn viên thanh niên ở tất cả các lĩnh vực. 20 năm qua, kể từ ngày Bạc Liêu chúng ta tái lập, đến đây là đã 22 năm rồi. Và thực sự là phong trào tình nguyện đã đồng hành cùng với là cái quá trình phát triển của tỉnh mới Bạc Liêu từ 22 năm qua. Nếu như nói về sự lan tỏa, thì có thể nói rằng là đã là một cái sự lan tỏa cả về chiều rộng và đi vào cả chiều sâu. Ban đầu chỉ là một cái mô hình là chiến dịch ánh sáng văn hóa hè, nhưng mà bây giờ như bạn thấy là đã lan tỏa thành rất nhiều cái mô hình khác
Thì tôi nhìn nhận rằng giữa cái sức lan tỏa của phong trào tình nguyện và cái sự trưởng thành của tổ chức đoàn nói chung và của các cán bộ đoàn rồi của các thanh niên tình nguyện nói riêng, nó đã có một cái sự trưởng thành mới cùng với cái sự phát triển đi lên của tổ chức đoàn. Nhiều thế hệ cán bộ đoàn, nhiều thế hệ thanh niên tình nguyện đã trưởng thành. Bản thân tôi cũng là một trong những người được trưởng thành và được rèn luyện từ 20 năm mà trực tiếp làm công tác thanh niên. Thế vì và rồi các anh chị đi trước tôi, các em đi sau tôi, mình nhìn nhận nguyên một quá trình, mình thấy rằng thực sự thì phong trào tình nguyện đã cho các bạn thanh niên, các anh chị cán bộ đoàn, các thế hệ cán bộ đoàn có một cái sự trưởng thành mới và chín chắn thêm về nhận thức. Đó là cái sự mà gọi là cọ sát với phong trào, rồi thì là trưởng thành từ thực tế, thực tiễn công tác thanh niên. Có một cái phương châm là đoàn phải mạnh và hội phải rộng, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là thông qua đó thì tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, rồi thậm chí là Đội Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh cũng không ngừng được mở rộng, và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì được đi sâu về chất và được mở rộng thêm về số lượng, về cái cơ cấu. Khi cái nắng mùa hè chói chang trên từng nhành cây tán lá, chính là lúc các bạn sinh viên khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, hăm hở đến vùng đất mới để cống hiến sức trẻ, góp một phần sức mình dựng xây quê hương đất nước. Đi mùa hè xanh là để trải nghiệm, rèn luyện và cống hiến. Đi là để cảm nhận, để được xa nhà và sống với nhân dân, để được bước một chân vào nơi xa lạ, đem những kiến thức đã học tại giảng trường vào thực tiễn chiến dịch. Các chiến sĩ mùa hè xanh đã cùng với thanh niên địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như làm đường, hàng rào, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường, xây nhà, xây và nâng cấp cầu đường giao thông nông thôn, ôn tập và sinh hoạt hè cho thiếu nhi, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 20 năm qua, chiến dịch mùa hè xanh đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ. Thành lập và tiếp nhận hơn 2.000 đội nhóm thanh niên tình nguyện, quy động 34.000 thanh niên tình nguyện tham gia, tổ chức hơn 3.500 buổi ra quân, mở trên 30.500 lớp xóa mù chữ, tặng trên 132.500 suất quà cho học sinh nghèo, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 31.000 người dân, vận động xây dựng 10 cây cầu giao thông nông thôn trị giá gần 4 tỷ đồng, đắp lộ đất đen chiều dài 10.000 km, phát quang bụi rậm 30.000 km, sửa chữa trên 800 cây cầu, nâng cấp trên 300 móng cầu, trồng gần 2.500 cây xanh. Mỗi nơi chiến dịch đi qua, các đội hình thanh niên tình nguyện đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân địa phương và cả những người đi thực hiện những công trình. Qua chiến dịch thì cái điều đầu tiên em nhận thấy là về tính sống tập thể, thì em cảm thấy là mình trưởng thành lên rất là nhiều, học tập và rèn luyện được đạo đức. Em tham gia chiến dịch mùa hè xanh lần này là lần thứ 3, và qua chiến dịch mùa hè xanh lần này thì em đã tham gia những công trình phần việc như là phát quang bụi rậm, cây xanh quanh những tuyến đường, tham gia nhặt rác và trồng những tuyến đường hoa kiểu mẫu, chuyển giao học công nghệ cho các người dân để nuôi gà, và tuyên truyền về giáo dục cho người dân về ý thức bảo vệ môi trường. Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà tham gia chiến dịch mùa hè xanh. Thì qua đó thì mình được trải nghiệm thực tế trong công việc học tập và đưa những thực tế đó vào công việc học tập hàng ngày của mình, tiếp thu được những kiến thức mới từ những thực tiễn mà em đã trải qua. Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ được ra đời xuất phát từ nhu cầu của học sinh trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề, cán bộ giáo viên trẻ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, với mong muốn có môi trường xã hội phù hợp để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Chiến dịch đã mang lại nhiều kết quả thiết thực giữa các đội hình chuyên được thành lập, gồm các hoạt động cụ thể như tuyên truyền an toàn giao thông, ra quân đứng các chốt đèn giao thông, tuyên truyền bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị. Trong đó, nhiều kết quả nổi bật được ghi nhận. Thành lập 219 đội nhóm thanh niên tình nguyện an toàn giao thông với trên 5.900 thành viên, phát hơn 80.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật, tổ chức trên 7.500 buổi sinh hoạt hè, thu hút trên 35.000 lượt thiếu nhi tham gia, xây dựng, tu sửa trên 160 điểm vui chơi cho thiếu nhi, cắt tóc miễn phí cho 8.000 em thiếu nhi, tặng trên 5.500 suất quà và trên 3.000 suất học bổng cho học sinh nghèo. Cùng với đó, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng cũng được ra đời. Đến nay, chiến dịch ngày càng được mở rộng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Mỗi năm quy động khoảng 1.500 chiến sĩ tham gia thực hiện các nội dung, các chương trình phong phú như hành trình vì sức khỏe cộng đồng,
Trái tim hồng, xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết các thủ tục hành chính. Thời gian qua, chiến dịch kỳ nghỉ hồng cũng đạt được những kết quả đáng trân trọng. Thành lập trên 1.200 đội thanh niên tình nguyện, quy động trên 18.000 thành viên. Tổ chức hơn 1.200 buổi tư vấn, giải quyết thủ tục hành chính, thu hút hơn 12.000 lượt người. Tổ chức trên 5.300 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thu hút 93.536 đoàn viên thanh niên tham gia. Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 17.000 lượt người. Đặc biệt nhất là chiến dịch Hành quân xanh ra đời năm 2006, mỗi năm quy động khoảng 650 chiến sĩ là thanh niên lực lượng vũ trang tham gia thực hiện các phần việc, công trình thanh niên nhằm xây dựng cảnh quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị lực lượng vũ trang, phát huy tính xung kích của người chiến sĩ trẻ trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện cùng địa phương nơi trú đóng. Đáng chú ý là chiến dịch rất quan tâm và chăm lo đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, các gia đình có công với cách mạng trong công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Từ đó làm đẹp thêm màu áo người chiến sĩ lực lượng vũ trang trong lòng nhân dân. Từ năm 2006 đến nay, chiến dịch Hành quân xanh đã có những kết quả ấn tượng. Thành lập hơn 250 đội thanh niên tình nguyện Hành quân xanh, tổ chức trên 500 buổi tuyên truyền, thu hút 10.660 lượt đoàn viên thanh niên. Trao 1.350 suất học bổng trị giá 800 triệu đồng, tặng 18 căn nhà đại đoàn kết. Chương trình tiếp sức mùa thi với phương châm đồng hành cùng sĩ tử. Mỗi mùa thi đến là các thành viên tiến hành khảo sát, vận động các suất ăn, nước uống, tư vấn thủ tục cho các thí sinh tại các điểm thi, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi, khu vực đón tiếp, nhà trọ thí sinh, nấu và cấp phát các suất ăn, nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà, rà soát nhanh các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ. Chương trình đã có nhiều thành tích nổi bật như hỗ trợ trên 1.000 học sinh khó khăn, phát 12.600 suất cơm, 10.000 chai nước, đưa đón miễn phí 2.000 em thí sinh, phát 4.000 cẩm nang, bản đồ, 6.300 tờ báo, 3.000 tờ rơi. Song song với các hoạt động chính trong chiến dịch, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn cũng được đẩy mạnh. Tính đến nay, đã có 588 mẹ Việt Nam anh hùng, trên 10.600 gia đình chính sách, trên 13.100 gia đình thương binh liệt sĩ được tổ chức đoàn, hội và thanh niên tình nguyện giúp đỡ với hơn 555 ngày công lao động của thanh niên tình nguyện. Gắn với hoạt động sửa chữa và xây mới và tôn tạo, tu bổ và đảm nhận chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời không ngừng thăm hỏi, động viên những gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động đó luôn để lại ấn tượng đẹp trong lòng mọi người. Mỗi một công trình tình nguyện của tuổi trẻ đều để lại những ấn tượng khó quên cho người dân, đặc biệt là sự nhiệt tình, sự hăng say trong các phong trào. Mình là người dân sống ở địa phương này, mình thấy hôm nay đoàn thanh niên tình nguyện về đây cùng các đoàn thể ban ngành về đây chung sức, chung tay để sửa chữa lại cái con lộ trên tuyến đường này cho học sinh tới nhà tụ trường, bà con đi lại dễ dàng, thuận tiện. Mình rất là vui và rất cảm ơn đoàn thanh niên. Mình mong muốn sau này ở nơi đâu có sửa cầu, đắp lộ thì đều có thanh niên tình nguyện giống như lời Bác dạy, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Khép lại 20 năm một chặng đường cống hiến và trưởng thành, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với hình ảnh đặc trưng của những chiến sĩ tình nguyện áo xanh đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bà con nhân dân và chính quyền địa phương. Phát huy nhiệt huyết, sức trẻ cống hiến hết mình vì cuộc sống cộng đồng, vì quê hương giàu đẹp. Những hành trang đã qua sẽ là động lực để mỗi bạn trẻ không ngừng cố gắng, nỗ lực nhiều hơn trong học tập, công tác, để xứng đáng là những thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.